Tại hội nghị, đại biểu Quốc hội chuyên trách ngày 28 tháng 8, chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh Lê Tân Tới báo cáo tiếp thu, chỉnh lý một số nội dung lớn của dự thảo luật căn cước. Theo đó, một số ý kiến đề nghị ra soát, đánh giá thêm về việc thay đổi thông tin thể hiện trên thẻ căn cước. Chỉ nên thể hiện những thông tin mang tính chất ổn định, giúp nhận diện lai lịch của một con người và đề xuất bỏ vân tay trên bề mặt thẻ được lưu trữ trong bộ phận lưu trữ để đảm bảo tính bảo mật trong quá trình sử dụng thẻ. Về thông tin của công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và thông tin trong cơ sở dữ liệu căn cước, có ý kiến băn khoăn về cơ sở để thực hiện và tính bảo mật đối với thông tin quy định tại hai điều này. Đề nghị nêu rõ sự cần thiết và đánh giá kỹ về những thông tin được bổ sung cập nhật theo chính sách mới và làm rõ việc cập nhật sẽ được triển khai như thế nào, làm rõ về chi phí trách nhiệm đối với việc cung cấp thông tin về nhóm máu, giọng nói, ADN. Thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh cho biết, qua đánh giá và nghiên cứu kỹ lưỡng, tại điều 10 dự thảo luật chính phủ trình chỉ quy định cập nhật các thông tin trong thực tế quản lý đã rõ, được sử dụng thường xuyên để phục vụ công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, phát triển kinh tế xã hội, giải quyết thủ tục hành chính, trực tiếp phục vụ cho việc ứng dụng tiện ích của thẻ căn cước công dân, căn cước điện tử, kết nối chia sẻ, chứng thực dữ liệu công dân. Trong các trường hợp thông tin quy định tại điều này, có bốn trường thông tin để tạo lập số định danh cá nhân phục vụ công tác quản lý dân cư. Các trường hợp thông tin còn lại nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước, bảo đảm quyền lợi cho công dân thuộc bốn nhóm thông tin sau. 1. Các thông tin về hộ tịch và cư trú nhằm xác định thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính, xác định địa vị pháp lý của người dân. 2. Thông tin về nhóm máu nhằm phục vụ công tác cấp cứu, xây dựng nguồn máu dự phòng trong khám chữa bệnh. 3 các thông tin về số điện thoại, địa chỉ thư điện tử để phục vụ liên lạc giữa cơ quan nhà nước với người dân và thực hiện xác thực khi tạo lập, sử dụng căn cước điện tử hoặc thực hiện giao dịch với cơ quan nhà nước. 4. Nhóm thông tin khác theo quy định của chính phủ để dự phòng, đảm bảo thích ứng với công tác chuyển đổi số trong từng thời kỳ, đảm bảo tính khả thi khi triển khai thực hiện. Về thông tin trên thẻ căn cước, Thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh cho biết, một số ý kiến đề nghị ra soát, đánh giá thêm về việc thay đổi thông tin thể hiện trên thẻ căn cước, chỉ nên thể hiện những thông tin mang tính chất ổn định, giúp nhận diện lai lịch của một con người. Cần nhắc về một số thông tin như nơi cư trú, nơi thường trú, nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, giới tính, ngày tháng năm hết hạn sử dụng, đảm bảo thống nhất với quy định của pháp luật hiện hành. Cần nhắc thông tin về cơ quan cấp thẻ căn cước, hình dạng, kích thước, màu sắc, ngôn ngữ của thẻ căn cước, đảm bảo phù hợp, đề nghị không nên sử dụng QR code chỉ nên dùng chip điện tử trên thẻ căn cước. Thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh cho biết, việc thay đổi thông tin thể hiện trên thẻ căn cước đã được đánh giá cụ thể trong quá trình xây dựng luật, tương thích với các quy định của pháp luật có liên quan. Dự thảo luật bỏ vân tay trên bề mặt thẻ được lưu trữ trong bộ phận lưu trữ để đảm bảo tính bảo mật trong quá trình sử dụng thẻ, bỏ thông tin quê quán, sửa đổi số thẻ căn cước công dân thành số định danh cá nhân, căn cước công dân thành thẻ căn cước, nơi thường trú thành nơi cư trú, bổ sung nơi đăng ký khai sinh để tạo thuận lợi hơn cho người dân trong quá trình sử dụng thẻ căn cước và đảm bảo tính riêng tư của người dân